tất cả các bạn, hôm nay Tiến Chu Trần bây giờ sẽ quay trở lại cùng với bạn với bài cuối cùng của nói chuyện hàng thứ ba, đó là bài 45. Bước 1, bạn sẽ viết chữ cùng mình nhé. Thứ nhất là chữ P là lần, trước bộ nhân đứng, đằng sau có bộ lần, ở dưới đó có bộ khẩu. P là lần. Âm văn phiên là chữ bộ, nhân đứng, lập, tức là thành lập. Phang ta đến bể, chiêu xíu là phóng to, bất cỡ, gấp đôi là được. Phang ta ý bể, chiêu xíu là phang ta ý bể, chiêu xíu là. Sau đó chúng ta đi sang một cái từ nữa, quang chê. Quang là ánh nắng, ánh hào quang. Chữ chuyên, bên ngoài có bộ vi, bên trong. Chữ bán, nhân mát, ở trong nữa là bộ tiết, đóng lại. Cái này bạn đọc là chuyên. Bạn nói là chữ khuyên. Này có chữ bán đúng không? Là một nửa. Này mark. Kế đến bạn có bộ gì? Bộ tiết và cái đốt tre. Kế đến bạn có từ chìm trong từ dễ chìm, tức là kính mắt ấy. Đằng trước bạn có bộ gì? Bộ kim, bộ lập, bộ nhật và bộ nhi. Chìm âm văn là chữ kính. Ủa mấy hiểu tai nhỉ chị, tôi không mang theo kính. Ủa là tôi. Mấy hiểu tai. Nhìn chị. Mấy hiểu tai nhỉ chị. Kế đến bạn có từ pi là nhắm. Nhắm mắt lại. Bộ môn đằng sau là chữ tài. Pi âm văn Việt là bế. Ngoài bạn có bộ gì? Bộ môn. Trong bạn có chữ tài, tức là tài năng. Pi sẵn nhỉ chị bạn. Nhắm mắt lại. Bì sàng dễ chín bạc. Hãy nhắm mắt lại. Bì sàng dễ chín bạc. Chúng ta sẽ đi tiếp. Bạn có một từ nữa, đó là từ chỉnh, là cạnh. Thì ở trên bạn có bộ nhật, ở dưới có chữ kinh. Chữ này bạn đọc là chỉnh, là cảnh. Chữ này là chữ kinh, hay gọi là Bắc Kinh ấy. Chưa biên là phân chỉ khấn mày. Chưa biên tờ phân chỉ chân này thật là đẹp. Chưa về thì phân chỉ trần này, phong cảnh nơi đây thật là đẹp. Kế đến bạn có từ thuộc, tức là vợ. Đằng trước bạn có bộ gì? Bộ thạch. Đằng sau bộ gì? Bộ bì. Thuộc âm văn Việt là phá, hay còn gọi là vỡ. Đằng trước bộ thạch, tức là viên đá. Đằng sau bạn có chữ bì, tức là da. Lấy viên đá nghe vào da thì nó sẽ rách ra. Úa tả khua trong khu, tôi đập vỡ cửa sổ.
我打破窗户, tức là tôi đã vỡ cái cửa sổ. 破 trong trường đó là bổ ngữ, nó bổ ngữ cho cái động từ tả. Tả là đánh, động từ đánh. 窗户 là tân ngữ, bởi vì nó đứng sau động từ tả và chịu sự tác động của động từ tả. Chúng ta đi tiếp. Ta có từ treo thung. Giao thông. Cái này bạn đọc là treo nha, viết là giao. Chữ thung thung nói việc là chữ thông nha. Bên ngoài có bộ xước, tức là đi bước chân. Ở trong bạn có chữ gì? Chữ giống. Giao thông sư cũ, tai nạn giao thông, sự cố. Sự nói việc là chữ sự. Nhất khẩu kệ và móc. Chữ cũ thì đằng trước bộ cổ, đằng sau bộ bán văn. Tiếng Trung đọc là cũ, tiếng Việt ta gọi là cố, sự cố. Cổ là cổ lão, bán văn. Hôm nay tôi đã tiền biên trụ là giao thông sự cố. Hôm nay trước cửa nhà tôi đã có cái tai nạn giao thông. Hôm nay, hôm nay, nhà tôi, tiền biên trụ là giao thông sự cố. Hôm nay ở nhà tiền biên trụ là giao thông sự cố. Chúng ta đi tiếp. Bảo trân, bảo đảm. Ai bảo đảm? Người bảo đảm. Trước vụ nhân, nhân đứng. Khẩu và trên khẩu, dưới mộc. Tiếp theo, ta có chữ trận. Thì đằng trước bạn có bộ ngôn và đằng sau là chữ chính. Chữ này là chữ chính. Đàng hoàng chữ chính này. Bố bảo cho tôi đảm bảo. Ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang một từ khác. Đó là từ tảo. Tảo mấy. Đen đủ. Đằng trước là bộ nhân đứng, đằng sau chính là chữ tảo. Bạn đọc là tảo. Tiếng Việt là đảo, đảo ngược lại. Nhân đứng, chí là đi lại gần. Đao đứng là con dao. Chữ mấy thì bạn làm sao? Ở trên bạn có bộ gì? Vũ là mưa. Ở dưới chính là chữ mỗi, mỗi ngày. Mấy. Tiếng Việt là chữ mai. Phân tích thì ta có bộ gì? Trên trời dưới đất, mưa rơi xuống bốn giọt, vũ là mưa, nhân nằm. Bộ này bộ mẫu, tức là gì? Mẹ. Chúa thiên tảo mấy đứa khẩn, hôm qua cực kỳ đen đủi. Thì bạn biết làm sao? Chúa thiên tảo mấy tứ khẩn, hôm qua thật là đen đủi, đúng không? Chúa yên tảo mấy tứ khẩn, hôm qua đen quá. Chúng ta đi tiếp. Bạn có một từ là tẹo, tức là rơi xuống. Tài gầy. Bốc. Chữ tạo. Cái này đọc là tèo. Âm văn Việt là điệu, tức là rơi xuống. Tài gầy tôi nói, đằng sau là có bộ gì? Bộ trác. Tôi的眼镜
掉下来，掉在地上，tức là cái kính của tôi rơi xuống mặt đất. Tôi yên chi. Của tôi yên chi. Tiêu dạy. Tì sản. Của tôi yên chi. Tiêu dạy tì sản. Chúng ta đi tiếp. Ta có một cái từ chảo. Phần trước là bộ gì? Bộ nguyệt. Thường là các cái bộ phận trên cơ thể nó hay có bộ nguyệt. Kế đến là chữ khứ. Kế đến đó là bộ tiết. Cả chữ bạn đọc là chảo. Là cái bàn chân. Và bạn viết là chữ cước. Đá thành một cước. Thì đằng trước bộ nguyệt ta không nói lại. Chữ khứ và bộ tiết. Ta có từ dung chỉ là đông đúc, tài gầy, đằng sau bộ gì? Chữ dụng. Dung chỉ. Chữ này chữ dụng tức là sử dụng. Chữ chỉ thì đằng trước là bộ tài gầy và đằng sau chữ tề. Văn trên đao dưới là chữ tề. Nước tề là dung chỉ là đông đúc. Ta có từ phân va chạm vào. Bát ngửa của chữ á. Phân va vào gặp phải. Bộ này là bộ bát. Bát ngửa. Tiếp theo, chữ này là chữ gì? Chữ Á, tức là châu Á. Bộ này là bộ gì? Bộ thạch. Tiếp theo, bạn có động từ xoay là ngã. Bộ tài gầy. Chấm đầu. Yêu. Băng. Phẩy. Má. Và dưới bộ gì? Bộ thẩm. Cái này gọi là xoay. Thế còn chữ treo, thường nó cả cụ luôn, xoay treo. Bộ túc là cái chân, và đằng sau là chữ dao. Treo. Âm viết là dao. Túc là cái chân. Chữ dao đằng sau là dao nhận. Của xoay là đi treo. Tôi ngã một cái. Ủa là tôi xoài là y treo. Tôi ngã một cái. Tủ trước có nghĩa là tắc đường. Đằng trước bạn có bộ thổ. Đằng sau có chữ giả. Cả chữ được chữ tủ. Ở Việt là chữ đồ. Chưa là xa, là chiếc xe. Chữ tủ đằng trước có bộ gì? Bộ thổ. Khi ăn vào chữ thường là nó phải hơi chéo chéo một tí. Đằng sau có chữ gì? Chữ giả, tức là ký giả. Chín thiên yêu tủ chưa, hôm nay lại tắc đường rồi. Chín thiên yêu tủ chưa. Chín thiên yêu tủ chưa. Hôm nay lại tắt đường rồi. Sau cái từ tủ trước, các bạn đi sang từ chẩn. Đằng trước của nó là chữ sụ, chữ túc. Là bó, bó hoa, vụ bán văn. Ở dưới là chữ chính. Chẩn là chỉ. Sụ gọi là chữ túc, chữ thúc ấy.
tức là bó hoa. Bên cạnh bộ bán hoa, bên dưới là có chữ chính. Bố Mân tổng nói trống trọng ở sự phân chung. Của Mân chúng tôi tổng nói đã phải đợi trống trọng chính xác. Ơ sứ phân chung. Chúng tôi đã phải đợi đến 20 phút trái nền tảng mới tới được. Kế đến bạn có chuyện gì? Tuân sổng. Tuân thủ. Đầu tiên bạn có bộ bát ngựa. Sau đó bạn có bộ rộng. Sau đó bạn có bộ thốn. Bên ngoài là bộ quai sức. Chân ở bán Việt có nghĩa là chữ tuần. Bộ ngoài là bộ quai xước, bên trong bộ bát ngựa ta không bàn, bộ dậu. Dậu là năm ất dậu, giống như bình rượu trong có cạn rượu. Ở dưới là có bộ thốn. Chữ sầu thì ở trên có bộ miên, ở dưới là có bộ thốn tiếp. Sầu ở Việt là chữ thủ, tuân thủ. Miên thốn là gì? Là đơn vị đo lường của tàu, là tấc hoặc là nhỏ bé. Tuân sở tức là tuân thủ. Ta có từ quy chứa, quy tắc. Ai là người quy tắc? Công chồng. Xong lại còn giám sát nữa. Bộ kiến. Quy có nghĩa là chữ quy. Phụ có nghĩa là ông chồng. Ông lại còn giám sát quy tắc. Kiến tức là nhìn, giám sát. Chứa, ai không phải tuân theo quy tắc? Người có tiền, người có quyền. Chứa, đó là chữ tắc. Bộ này bộ bối. Những người có tiền không phải tuân theo. Tiếp theo, có bộ đao, tức là người có quyền này, quyền lực. Đao này là đao, đao đứng. Hai loại đó không phải tuân theo quy định. Chúng tôi cần phải tuân thủ theo quy định giao thông. Quy chứa. Chúng ta cần phải tôn trọng các cái luật lệ giao thông. Nguyên nhân có nghĩa là nguyên nhân. Bên ngoài có bộ hiên, bộ bạch, bộ tiểu. Và nó gọi nguyên. Nó gọi chữ nguyên. Bộ này bạn có là bộ hiên. Thực ra thì nó là chữ sửa cũng được. Là sườn núi, bộ bạch. Kế đến là bộ tiểu. Nguyên y. Y nguyên nhân. Ngoài bộ vi ở trong là bộ gì? Bộ đại. Đó là lý do tại sao cô ta yêu tôi. Tha ai wo. Cô ta tờ nguyên y. Đó là lý do tại sao cô ta yêu tôi. Na shi wei shen me ta ai wo de nguyên y. Tiếp theo,
cảm khoát là nhanh chóng. Đầu tiên bạn có bộ gì? Bộ tẩu ở trong có chữ ca. Bạn đọc là cảm. Trong việc đó là cảm luôn. Đầu tiên bạn có bộ tẩu. Tẩu tức là đi, tiếng Trung đọc là chậu. Cam tức là làm. Khoát thì đằng trước là bộ tâm đứng, đằng sau là chữ quái hay là chữ quại. Khoái, chữ này thì âm viết là chữ khoái. Thì đằng trước bạn có gì? Tâm đứng là trái tim nhé. Kế đến bạn có chữ quại. Của mà cảm khoái pha trả tỷ thì là vật. Chúng ta của mình nhanh chóng cảm khoái pha trả tỷ thì tỷ thì ở đây bạn có chữ ti thiệt thì đằng trước là bộ thổ, đằng sau bộ dã. Thế còn chữ thiệt đằng trước là bộ gì? Bộ kim, tức là kim loại. Đằng sau là chữ gì? Chữ thất, tức là thất bại. Chúng mình cảm quay phát triển ti thiệt mà. Chúng ta hãy nhanh chóng phát triển xây dựng ngầm đi. Các bạn còn một từ nữa, suy. Bộ thạch, chấm đầu, chữ tòng, thập, suy là vỡ nhé. Các bộ hợp thành là bộ gì? Bộ thạch là viên đá. Chấm đầu, kế đến là chồng đi trước vợ đi theo sau. Tuyến tàu là trúng đấy. Đây là chữ tòng, xuất giá tòng phu. Khi ta đi lấy chồng tại ở nhà, tại gia tòng phụ, ở nhà là đi theo bố. Xuất giá tòng phu, lấy chồng ta đi theo chồng. Phu tử tòng tử, chồng chết đi theo con. Tử tử tòng xe hôn, con chết thì đi xe hôn. Chữ xuê có nghĩa là tan nát. Sở mơ phua xuê, chữ phua xuê, cái gì tan nát cho tan nát luôn. Sở mơ phua xuê. Chiêu khô xuê rang thang để cho nó khô xuê. Vâng, cái gì tan nát rồi cho nó tan nát luôn. Sở mộc khô xuê chiêu rang thang khô xuê. Yêu sở mơ hoàn mỹ, muốn cái gì hoàn mỹ bây giờ đây? Trên đây thì chủ tịch Chu Trường VN đã hướng dẫn cho bạn rất điểm bài 45 của giáo trình Hán ngữ 3, cũng là bài cuối cùng của quyển Hán ngữ 3. Việc của bạn về nhà nội dung bài khóa từ vựng, ngữ pháp và qua đọc lại 5 lần. Đến lần thứ 6 thì up lên YouTube, gửi link vào trong nhóm của Từ Trường Online. Bài tập làm hết, kiểm tra với cả cái đáp án của tôi xem sai khác đâu. Chỗ nào không hiểu cũng lên nhóm hỏi, tôi sẽ trả lời các bạn. Một số bạn hỏi làm sao vào được nhóm thì bạn phải đăng ký vào trong lớp học tiếng Trung online. Thủ tục đăng ký rất là đơn giản. Một, bạn chạy qua bên trung tâm tại số 10 ngõ 56 Hồng Mai để đăng ký đóng tiền 400.000, hoặc là nếu không thì các bạn chuyển tiền vào tài khoản của trung tâm thì chúng tôi cũng chuyển các cái đường link của hán 1, hán 2, hán 3, 300.000 câu đồng thoại tiếng Trung và các chủ đề nói vào mail cho các bạn, và đồng thời hướng dẫn các bạn cách gia nhập nhóm học tiếng Trung online để hướng dẫn cho các bạn một cách tốt đẹp hơn. Cứ theo cái tiến độ, các bạn cứ học dần dần quyển 1, quyển 2, quyển 3 và sau đó thì các bạn cày tốt quyển 4 nữa.
là các bạn đủ sức để thi HK4. Và như vậy là các bạn xong cái đầu vào của trường đại học Trung Quốc. Tức là khi bạn thi vào tháng 5, tháng 11, tháng 5 tại Việt Nam, bạn được HK4 rồi, thì sang bên Trung Quốc bạn không phải thi nữa, bạn chỉ nộp cái chứng chỉ đó thôi cho người ta, và tiết kiệm được 1 năm học tiếng và khoảng 200 triệu cho bố mẹ, và tiền học, tiền ăn ở. Thì cái đấy rất là có lợi của bạn. Thì tốt nhất các bạn nên dành ra nửa năm, 1 năm tại Việt Nam, chúng ta thi luôn, làm luôn và thi luôn. Thì có bạn hỏi là thế em học online thì liệu em thi được? Thi rất tốt. Vấn đề là bạn có đủ kiên trì không? Bạn có đủ đam mê không? Nếu bạn đủ cả hai thứ đó, bạn có thể ngồi nhà xem các cái bài học mà tôi đã giảng, bạn hoàn toàn có thể thi được. Thì chúc cho bây giờ, chúc các bạn học tiếng Trung thành công. Chào tất cả các bạn, hôm nay Tiếng Trung VN sẽ quay trở lại với bạn với bài 45 giáo trình Hán ngữ 3 trong bộ 6 tập. Bước 1, các bạn đọc qua từ mới của mình. Chào, quang chuyên, tuệ, bị, yếu khoa, phang tạ, bệnh, yển trình, xoay, phụ, chai điện, tủ chưa, phong, chỉ, tạo chứng, sư cụ, chẩm, bế thí lợ, tảo mấy. Xoay treo, tẹo, chu lái, tì sang, chân sầu, quy chế, bảo chứng, dung chỉ, nguyên nhân, chú ý, cảm khoái, phát triển, đi thiệp, chảo, phong, suy. Bước 2, các bạn quay về với phần bài khóa. 我们的护照洗好了，迈克和玛丽在看刚洗好的照片。 Michael và Mary xem lại cái bức ảnh mà vừa mới rửa xong. 我们在长城照的照片洗好了吗? Cái bức ảnh chụp ở Trường Thành đã rửa chưa? Xí khảo là rửa xong rồi. 照得怎么样? Chụp thế nào? 快让我看看, hãy cho tôi xem nào. 这些照得非常好, những bức này chụp rất là đẹp. 张张都很漂亮, từng bức đều rất đẹp. 只另一些, chỉ một số khác. 这些照得不好, những bức này chụp không đẹp. À, chưa chăng trao khoai là những bức này chụp hỏng rồi. Y tế nhỉ bù chinh trụ, chả rõ tí nào. Cờ nấng sư quang chuyên mấy tuy khỏ, có lẽ là cái màn chập nó không được chuẩn lắm, đặt chuẩn lắm. Chưa chăng nhỉ mấy trao khảo, bức này cũng không chụp đẹp. Rấn trao xẻo là người chụp nhỏ rồi. Người cái cảnh người khung hình của người nhỏ quá. Nỉ chai khang khang chưa trang, bạn xem lại cái bức này. Yển trinh tô pi sang là mắt đều nhắm lại rồi. Xem xây cháo là gì ạ? Giống như đã ngủ rồi. Chưa trang chẩn mấy ạ? Bức này thì sao? Bù chẩn mấy ạ? Chả làm sao. Xì đứa bú thải hảo, rửa không tốt. Yến sữa sân là ý điện, màu sắc hơi đậm một chút. Chưa lẻng trang trao đứa chơi hảo, hai bức này chụp là đẹp nhất. Xiang yếu họa ý ạng, giống như là tranh sơn dầu vậy. Chai phang tai ý xia bà, phóng to hơn một chút đi. Phang chấm tua ta đó, phóng to cỡ nào. Phang ta ý bê chiêu xính đó, phóng to gấp đôi là được. Wo de yan jing shuai puo le, kính của tôi rơi vỡ rồi. Yi ge xue dian de zao shang, một sáng buổi sáng đầy tuyết. Chai ban gong shi li, ở trong văn phòng. Lẻng cơ đấn trai y luận giao thông quân thí, hai người đang nói về nghị luận về cái vấn đề giao thông. Ây à, cha tẻn chứ ta xích nữa thì đến trễ. Sư cung cung chi chưa lái tận sư chùa cung cung chi chưa lái tầm á, ngồi xe buýt đến hả? Sự đúng. Y xe chuyển chưa tủ chưa, chỉ cần có tuyết rơi cái là tắc đường. Yêu phân sang là y chỉ giao thông sư cụ lại và phải tai nạn giao thông. Ông bắt đầu chưa chạy lưu sang chấn chậm tủ là 20 phần chung, xe của tôi ở trên đường tắc khoảng 20 phút đồng hồ. Nỉ đã diễn chỉnh chẳng bây giờ cái mắt kiếng của bạn thế nào rồi? Ồ, bía thí là đừng có nhắc đến nữa. Chín thiên tảo mấy đứa khẩn, hôm nay thật là đen đủi. Ủa căng trụ mến chưa xoay là y treo, vừa mới ra ngoài ngã một cái. Diễn chỉnh dễ teo chạy ti sang xoay phua là kính thì cũng rơi trên mặt đất vỡ ra. Chí điện chúng chè lì chu lái đó. Mấy giờ từ nhà đi? 6 điện chung chiều chúng chè lì chu lái là
6 giờ đúng đã từ trong nhà ra rồi. Nhìn khác, khoai ba tẻn trái tạo. Gần 8 giờ mới đến. Sở dĩ vì thế, 我还是愿意骑车上班. Tôi vẫn muốn là đạp xe đi làm. 骑车能保证时间. Đạp xe thì đảm bảo được thời gian. 还可以锻炼身体. Còn có thể rèn luyện sức khỏe. 可是, nhưng, 你别忘了, bạn đừng có quên nha. 骑车的人太多. Những người đạp xe đi thì rất là đông. 有的人又不遵守交通规则. Có những người thì không tuân thủ quy định giao thông. 也是造成交通拥挤的重要原因之一. Cũng là một trong nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. 今天的事故就是一辆自行车引起的. Hôm nay tai nạn là cũng là do một chiếc xe đạp gây ra. 有汽车的人也一年比一年多. Những người có xe hơi thì mỗi năm một nhiều hơn. 造成城市交通是一个大问题. Cái giao thông trong thành phố là một vấn đề lớn. 我看最好还是赶快发展地铁. Tôi thấy là tốt nhất là nhanh chóng phát triển về xe điện ngầm thì tốt hơn. Sau đây chúng ta chuyển qua phần từ mới. Chào là động từ chụp. 我要照一张相. Tôi muốn chụp một bức ảnh. 可能光圈没对. Có lẽ là vòng ánh sáng đặt không chuẩn. 你闭上眼睛. Anh nhắm mắt lại. Xiang yếu hoa yang pheo leng. Đẹp giống như là tranh sơn dầu. Phang tay tiền chiếu xíng là. Phóng to ra một chút thì là được. Tay bay chiếu khó là. To gấp đôi là được. Của tờ yên chinh xoay phua là. Kính của tôi rơi vỡ rồi. Cha tiền chứ tao là. Suýt nữa thì đến trễ. Tủ chưa là. Bị tắc đường rồi. Phân là va chạm. Tạo chứng là tạo thành. Tạo chứng giao thông sư cụ. Tạo thành cái tai nạn giao thông. Chứng chứng ơ sư phân chung. Ông ăn tủ chưa chứng chứng ơ sư phân chung là. Chúng tôi bị tắc đường 20 phút đồng hồ. Tía thí là đừng có nói đi nữa. Chín thiên tảo mấy thứ khẩn. Hôm nay đen đủi quá. Ồ xoay là ít treo. Tôi bị ngã té. Ồ tờ giảng trình. Teo xe truy. Nhìn lái chỗ lái của khan khan. Nhìn lái chỗ lái khan khan. Bạn lấy ra xem nào. Chân sổ. Là tuân thủ. Tham mưu bu chân sở giao thông được quy chứa. Họ không tuân thủ các cái quy tắc giao thông. Bảo chứng, bảo đảm, dung trị. Tắc đường, chật trội, nguyên nhân. Chi chưa thay tua. Dễ sư lưu sang dung trị tờ nguyên nhân. Chư y. Là một trong những na sư trung eo nguyên nhân chư y. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng. Yến chỉ là giao thông chính khoảng cũng ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Cản khoai. Ủa khan, ông Văn Ninh Cai cản khoai pha chản ti thiểm. Tôi nghĩ là chúng ta nên nhanh chóng phát triển về tàu điện ngầm. Chẹo. Ở chuyện của tôi chảo phân sang. Cái chân của tôi bị va đập, bị đau. Nó cơ hoa bình phô xoay là. Cái bình hoa đó bị bể vỡ rồi. Bù chẩm mấy dạng chả làm sao. Yến sơ sơn là ý tiện. Màu sắc hơi đậm một chút. Hình dung từ cũng lờ ý tiện. Biểu thị so sánh một tiêu chuẩn ở đó. Mức độ không thích hợp, biểu thị không hài lòng. Chứ trên y phủ trắng là ý tiện. Cái bộ quần áo này hơi dài một chút. Chứ bản su quê là ý tiện. Quyển sách này hơi đắt một chút. Bía thí là đừng có bàn đến. Bía thí có nghĩa là đừng nói nữa. Biểu thị người hoặc sự vật làm cho người ta cảm thấy không hài lòng, đau đầu. Người ta không muốn nhắc đến.
có ngữ khí là cảm thán. Ní chậm là bạn sao thế? Ồ, bía thí là đừng nói đến nữa. Chú thèn yêu la tu chữ. Hôm qua lại đau bụng rồi. Chín thiên tảo mấy thứ khẩn, hôm nay quá là đen đủi. Phó từ khẩn đứng là bồ biểu thị mức độ cao. Ví dụ, chín thiên tảo mấy thứ khẩn, hôm nay quá đen đủi. Lu sang uy tảo là giao thông sư cụ, trên đường gặp phải tai nạn giao thông. Thinh xua bể trình tông thiên lẩn tứ khẩn, nghe nói cây mùa đông ở Bắc Kinh cực lạnh. Chú thiên tảo hoàn khuê khai tứ hảo tứ khẩn. Cái dạ hội tối qua diễn ra quá tuyệt. Bây giờ sang phần ngữ pháp ví phả. Trong tiếng Hán, chủ ngữ của câu có thể là đối tượng phát sinh ra động tác, hoặc có thể là đối tượng chịu sự tác động của động tác. Loại thứ nhất gọi là câu chủ động, loại thứ hai gọi là câu bị động. Khi nhấn mạnh hoặc nói rõ đối tượng của động tác như thế nào thì có thể dùng câu bị động. Hình thức kết cấu là chủ ngữ bị động cộng động từ cộng thành phần khác. Ví dụ, 今天的练习, chuẩn hóa là chủ ngữ là 今天的练习, đồng thời là tân ngữ của động từ. Chuẩn là động từ chính, quán là bổ ngữ cho kết quả. Cha phiền xí khảo là bức ảnh đã được rửa xong rồi. Chủ ngữ một câu là đối tượng phát sinh ra động tác, hoặc có thể là đối tượng chịu sự tác động của động tác. Cái loại câu mà chủ ngữ câu là đối tượng chịu sự tác động của động tác thì người ta sử dụng câu bị động. Trường hợp kế tiếp, của tờ khu trạo chào tao là hộ chiếu của tôi tìm thấy rồi, thì cái của tờ khu trạo đứng là chủ ngữ nhưng cũng là cái sự vật chịu sự tác động của động từ trả. Tha tờ chữ chỉa tờ chân bố chua, chữ của cô ta viết rất là ổn. Động từ lập lượng từ được lặp lại. Trong tiếng Hán, danh lượng từ và động lượng từ có thể đứng theo kiểu lặp lại, ý nghĩa là mỗi. Chưa chia trao biên trang trang trao từ khẩn họ. Những bức ảnh này tấm nào bức, mỗi bức đều chụp rất là đẹp. Ủa mâm ban từ thống chế cơ cơ tôi khấn nỗ lực. Các bạn học trong lớp chúng tôi ai cũng rất là nỗ lực, mỗi người đều rất nỗ lực. Ủa mâm cân tham mâm ban bỉ sai chú chiếu tráng trạng số. Chúng lớp chúng tôi thi đấu bóng đá với lớp anh ta thì mỗi trận đều thua, trận nào cũng thua. Y nén bỉ y nén, hết năm này đến năm khác. Còn theo tôi là sử dụng là y thiên bỉ y thiên. Người ta nói đến mức độ biến hóa sự vật theo sự thay đổi của thời gian. Chín à, hiện tại có xe hơi thì mỗi năm bị mỗi năm tua. Hiện giờ những người có xe hơi thì mỗi năm một đông hơn. Lái Trung Quốc ỉ khâu của y thiên bị y thiên phẳng. Sau khi đến Trung Quốc thì tôi mỗi ngày một béo hơn lên. Yếu khoa, yếu khoa, nhãn chinh, nhãn chinh, chứ đạo, chứ đạo, sư cụ, sư phụ, bảo chân, bảo chân, dung chỉ, ỉnh chí, nguyên nhân, nguyên nhân, thị thiệt, thị thiệt, hảo tứ khẩn, máng tứ khẩn, khoai tứ khẩn, thống tứ khẩn, lầm tứ khẩn, lê tứ khẩn. Phân chèn là phân khoai là phân phô là bảo chân sứ chen, bảo chân bu chứ đạo, ý tinh bảo chân. Chà đèn chứ đạo, chà đèn mấy chứ đạo, chà đèn phân khoai. Nhãn chinh sai phô là bây giờ sai khoai là chi chơ trang khoai là thấu phân thấn là sầu phân phua là thủy sai sang là chô yê chô hoán là sân chứ uy xí hảo là khờ vấn tú sú là trang trang tốc khẩn phèo lẹm rấn rấn tốc khẩn máng cơ cơ tốc khẩn nụ lì. Phần bài tập thay thế chấm lắm. Yển chinh xoay phua là bây giờ xoay thủy xoay thấu phân sầu phân chảo phân. Yển chinh xoay khoai là mấy yếu mấy yếu sầu phân phua thủy xoay sang hoa bình xoay phua trương phân khoa rấn xoay sang chào phen xí khảo lơ mà xí khảo là luận huấn xí khảo lơ mà
写信写好，书接到，地图买到，护照带上，钱用完。某文，作业做完了吗？还没做完呢。饭做好，衣服洗完，信寄走，钱画完，论文写好，照片洗好。这张照片照得怎么样？不怎么样。这张画画，你的汉字写他的歌唱，你英语说，这件衣服做，这篇论文写。这张照片一点也不清楚，这个题难，这种药难吃，这种衣服贵，那本书便宜，这个电影好看，好寂寞。để chúng ta sang bài điền từ và chỗ trống. Câu 1. Chơi trang trao thêm trao tớ hảo chí ạ. Chơi gờ trao xanh chi suy yạo tây quang chuyên ma. Chơi trang trao thêm chỉnh kế của mình trai phang ta san trang. Câu 4. Ủa tờ yến chinh tâu xoay khô lạ. Câu 5. Chín thiên ủa trả đẹn chứ tạo. Câu 6. 一到下班时间，路上就堵车。各位，自行车太多也造成交通拥挤的主要原因。各位，最好的办法还是赶快发展地铁。各位亲，最近我忙得很。各位。这些照片张张都像油画一样。Bây giờ sang bài 4, đặt câu theo mẫu. 我们办在长城照的照片洗好了吗？洗好了。我的自行车修好了吗？修好了。我的照相机修好了吗？修好了。模嗨。照得怎么样？快让我看看。写得怎么样？快让我看看。做得怎么样？快让我看看。某吧，一下雪就容易堵车，一下课就去吃饭，一喝酒就脸红。某不，最好还是赶快发展地铁，最好还是每天锻炼一小时，最好还是每天都锻炼。Sân thị. Điền bổ ngữ thích hợp vào chỗ trống. Y phụ xì hoán lợ. Chua yê chua hảo lợ. Giao sư chảo tao lợ. Chư xính thưa siêu hảo lợ. Xin chi tao lợ. Khoa bình xoay khua lợ. Nhi ao chữ điện mải cháo lợ. Bộ 8. Thưa bố chỉ. Nhi đã khoa. 我没听懂，我正在听录音呢。Bài 6, sửa câu sai. Câu 1. 照相机我不小心摔坏了。Câu 2. 我已经做完了今天的作业。Câu 3.上完课我就去商店买衣服。câu 4. 我看完电视就做练习。câu 5. 我的自行车朋友借去了。câu 6. 我们已经照完相了。câu 7. 黑板上的字你看清楚了吗？câu 8. 那本书我找了很长时间也没找到。Sau đây chúng ta chuyển sang bài 7, điền từ vào chỗ trống. 我的一个朋友在首都机场附近开了一家小公司。那天很忙，职员们还没有吃午饭，他为了给大家买吃的午饭，打的去了麦当劳。买好了饭，就又打的往回走。
司机问他去哪，他说首都机场。机车奇怪地看着他一眼，但是还是开车出发了，走了好长时间。我的朋友觉得不对，就对司机说错了。司机说没错，这就是去首都机场的路。朋友一听坏了，忙说我不去首都机场，我去王府井的首都机场。司机说你刚才说的是首都机场。我朋友才知道自己的发音有问题，只好对司机说对不起，我汉语说的不好，发音不清楚。回到公司，大家问他去哪了，他给大家讲了这件事，大家都笑了。我想不少外国留学生都会遇到这种叫人哭笑不得的事吧。要学好汉语，发音是非常重要的。Chọn từ điện hội thoại giao tiếp. Xì chào bên giữa ảnh. Xì chào bên mà. Xì y chuyện. Sớm sớm hôm nâng xí hảo. Mình thiên lại chỉ chấm mấy dạng. Hỡi. Chứ chàng yêu phang ta. Phang chứng đô đà. Phang ta y bệ chứ xính lợ. Phang ta chỉ chàng san chàng. Giữa ảnh á. Giữa một cuộn. Khi nào giữa được. Ngày mai đến lấy được không? Được. Cái bước này thì phóng to ra. Phóng to cỡ nào? To gấp đôi là được. Mấy bước cần phải phóng? 3 bước. Má phàn nỉ kế của mình trao trang xem khảo má. Làm phiền bạn chụp cho tôi bức ảnh, cho chúng tôi bức ảnh được không? Tôi khảo lắm mà. Đã cái ống kính đã lên chưa? Chưa sự xả qua xem chi. Đây là máy ảnh kỹ thuật số tự động. Ăn ý xe chưa chính là ấn cái là được. Họ xem ý xe cứ để họ là được rồi. Xe xe nì bú xe không có gì. Nì đã chưa chấm là xe quả làm sao rồi? Chưa giá khoai là phanh hỏng là chỉnh cái của siêu ý xe sửa tôi chút. Phang chưa bà, đặt đây đi. Sớm sớm khâu lái chỉ, khi nào để lấy được? Xeo ú bà, buổi chiều nhá. Nếu muốn nóng khoai tiện, có thể nhanh hơn chút đâu. Buổi xeo ú giao dung, buổi chiều tôi phải dùng. Na thì trung ú lái chỉ bà. Vậy thì bạn buổi trưa đến đấy nhá. Chấm chấm một chi nữa, chúng ta đi kiểu gì? Chơi hào tả đi chỉ, tốt nhất là bắt taxi đi. Khái sự chí chưa bà, hay là đạp xe đây? Chí chưa tự yếu xe. Nếu mà đạp xe được tự do chút, học bà. Chăn chua quậy, tranh vị trí ngồi. Ủa sư chuy nén chiều yê lái chưa lì xuế đợ. Tôi năm ngoái vào tháng 9 thì đến đây học. Ý chén chấn trại linh cơ xuế xeo xuế của y nén khả vị. Trước đây thì đã học tiếng Hán ở một trường đại học khác một năm rồi. Các lái chung của sứ. Ủa chữ sư xẻng khan khan hoán hoán. Đầu tiên lúc mà đến Trung Quốc tôi chỉ muốn là xem thử, chơi thử. Mấy chẳng hào hào chế, cũng không muốn là học một cách chăm chỉ. Tôi chứ chỉ mấy hiểu yêu chiều, chẳng có yêu cầu gì với bản thân. Chẳng chẳng bù sang khờ, thường thường là không lên lớp. Cần bằng yêu ý chỉ tao, ngoài bên chi quang. Cùng bạn bè đi ra ngoài để đi dạo, đi chơi. Lái tao chưa có xế xeo ý khâu, sau khi đến cái trường này. Trái pha xen mới phát hiện, qua truy đờ y nén. Chân sư bái cua lợ. Một năm trôi qua thật là bỏ uổng. Xuế tao thờ tung si thai xảo lợ. Những gì học được ít quá. Khai hủy sửa bình y đẻ nhìn mấy hiểu thí cao. Trình độ tiếng Hán chả nâng cao được tí nào. Ở chỉ ở của chúng lái mấy chi của xuế xeo thú sụ quản. Hơn nữa tôi chưa giờ đi qua ký túc xá cái phòng đó, thư viện của trường học. Chơi y thiên ngày hôm đó in quê yêu chuẩn bị khảo sư bởi vì chuẩn bị thi. Su sơ lấu lì, bù thai an chi.
trong ký túc xá không được yên tĩnh lắm, không được xuyên xí, không thể học được. Ủa chứ họ chi thú xuất quản phụ xí. Tôi chỉ biết là đến thư viện để ôn tập. Tao là duy lãn sư ý khác, vừa vào đến phòng đọc xem cái. Ý cơ khung chua quê也没有了, chả còn chỗ trống nào. Số yếu tờ chua quê tao ý chinh yếu rắn lận. Tất cả các ghế ngồi đều đã có người ngồi. Chưa sử ý cơ Trung Quốc thống xế rằng ở chua tha tờ quê chứ. Lúc đó thì có một người bạn Trung Quốc đã để cho tôi ngồi ghế của cậu ta. Ủa chế tớ khẩn bu hảo y sự, tôi cảm thấy rất ngại. Thác khái cao sủ, anh ấy còn nói với tôi, Yêu sư xẻng tao chưa, khẳng su, chưa in gai, cháo tiền lái. Nếu muốn đến đây đọc sách thì phải đến sớm một chút. Tí ơ thiên sang ủ, ủa mấy hiểu cửa. Ngày hôm sau, buổi sáng tôi không có tiết học. Số gì chữ là chảo phản, chiêu yêu tạo thú xuất quản truy là. Vì thế, ăn xong bữa sáng thì đến thư viện. Xin xẻng, chê sư ý tinh nấng chảo tao cơ hảo quê chữ, chua quê. Trong lòng nghĩ là nhất định sẽ kiếm được một cái chỗ ngồi tốt. Mấy xẻng tao, xin truy không, nào ngờ vừa mới đi vào xong. Chiêu sư, à khái sư mấy ở khung chua quê, vẫn là chẳng có chỗ ngồi. In quê, Trung Quốc thống xế, truy tớ bí của chảo tớ tua. Bởi vì những người bạn Trung Quốc đi còn đông hơn cả tôi. À, còn đến sớm hơn cả tôi. Đi san thiên ngày thứ ba, ủa y chưa ăn chảo phạm, tôi vừa ăn xong bữa sáng, chiêu chí chí máng máng xẹng thú xuất quản hảo truy, vội vàng chạy đến thư viện. Yuan yuan khan tao, y chuyến đến chan trai thú xuất quản mấn khẩu tầng trực hai mấn. Từ xa đã nhìn thấy một đám người đang đứng trước viện đợi mở cửa. Xin xẻng, trong lòng nghĩ, thiên a trời ơi, chứ mà chảo chiều lái là chứ mà tua rấn, sớm nay mà đã đến bao nhiêu người. Mấn ta mấn y khai cửa vừa mở, rấn mận chiêu quáng quáng lì chỉ. Mọi người đã chen chúc đi vào bên trong. Tha ố dễ sấy chờ rấn liếu chỉ là chin trị. Tôi cũng theo cái dòng người để mà chen vào khá hảo còn được. Chơi sự của tớ là tao là一个座位, lần này tôi đã kiếm được một chỗ ngồi. Chua dai chua quay sạng, ngồi trên ghế ngồi. Ủa chẳng là khó chịu, tôi nghĩ rất lâu. Trung Quốc thống xuế là xuế xí rửa chính. Chẳng mơ chứ mà cao, tại sao cái nhiệt tình học tập người của các bạn học Trung Quốc lại cao đến như vậy? Ủa mà tham mơ quay sẵn mơ chứ mà nổ ly nữa, tại sao họ lại nỗ lực đến như vậy? Hậu lái của Rân Sư là一个Trung Quốc thống xuế. Vì sao tôi quen biết được một người bạn Trung Quốc? Khan tao tha xin chi thiên, dễ bú siêu xị. Thấy là cô ta đến chủ nhật cũng chả được nghỉ. Chiêu quân tha, quay sớm mơ cho mà nổ ly. Thì hỏi cô ấy tại sao lại nỗ lực như vậy. Tha khan là ủa y yên, cô ấy nhìn tôi một mắt. Chế tớ ủa quân thì quân thí khẩn chí quại. Cảm thấy tôi hỏi vấn đề này rất là kỳ quái. Bù qua tha khái sự khuấy đá của tớ quân thí. Nhưng mà cô ấy vẫn trả lời câu hỏi của tôi, ớ chỉ ở khẩn rân chân, mà trả lời rất là cẩn thận. Tha xua, cô ấy nói, Trên Trung Quốc sang ta xuế gần vô đúng y. Ở Trung Quốc và đại học rất là không dễ dàng, rất là khó. Khẩn tua thúng xuế in với khảo sư chứng chi xảo là y phân. Rất nhiều bạn thi chỉ thiếu một điểm. Chưa bu nấng chin ta xuế tầm mấn, đã không vào được cổng trường đại học. Sở dĩ vì thế, Ổ mân ta xuế sân, Chủng sư cảm thao sân sang, Yếu khẩn chung tờ chứa rận. Vì thế, sinh viên bọn tôi đều cảm thấy trên vai mình có một cái trách nhiệm rất là nặng. Yào xua quê sớm mơ, để mà nói là tại sao. Ủa khí cao su nỉ, tôi có thể nói cho bạn biết. Y sư quê là ủa mơ của cha tờ phù chén. Thứ nhất là vì sự phồn vinh của đất nước chúng tôi. Ở sư quê của sư chỉ tờ quê lái. Thứ hai là vì tương lai của bản thân tôi. Của mình bái là tôi rõ rồi. Ủa chẳng, của in cai xem tham ăn xuế xí. Tôi nghĩ là tôi nghĩ nên học theo sự học tập của họ. Chúng sư ý khâu, kể từ đó trở đi. Ủa chào bố tôi mấy thiên tâu lái thú xuất quản khứa thúng xuế, Trung Quốc thúng xuế y chỉ xuế xí.
Tôi mỗi ngày đều đến thư viện cùng với các cái bạn học Trung Quốc để học cùng với họ. Chai Dung chỉ tờ rấn chín dung, ở trong cái đám đông người chen chúc đó. Của xuế khuây là chân si sứ gian, tôi đã học được việc trân trọng thời gian. Dì xuế khuây là khẩn tua. Su sang mấy hiểu tờ sung mấy hiểu tờ tung xị, học được rất nhiều điều mà trong sách vở thì không có. Bây giờ chúng ta sẽ đọc xong rồi chọn đúng sai. Câu 1. Câu 2. Tha y gong chuy là san sư thú sư quả. Câu 4. Câu 4. Rân quấy tại Trung Quốc sang đa sế bù rung y, sở y yào nụ lý sế xí. Tuệ. Trên đây tiếngchung.vn vừa hướng dẫn các bạn bài cuối cùng của nguyên Hán ngữ 3 trong bộ 6 tập Hán ngữ, để có thể có được đầy đủ hệ thống link từ bài Hán 1, Hán 2, Hán 3, 301 và 100 chủ đề nói, thì các bạn nên đăng ký vào lớp học tiếng Trung online. Lệ phí của nó là 400.000 và bạn có thể đóng tiền tại quầy lễ tân của trung tâm tiếng Trung.vn, hoặc là gửi tiền qua tài khoản cho chúng tôi cũng sẽ gửi tài liệu qua cái hòm thư email của bạn các bạn. Đồng thời các bạn có thêm quyền lợi là được tham gia cái lớp học tiếng Trung online, cái nhóm học tiếng Trung online ở trên Facebook của trung tâm, và sẽ được chúng tôi chữa các bài tập và sửa các lỗi sai cho các bạn. Ngoài ra nếu các bạn cần tất cả các tài liệu có liên quan việc học tiếng Trung thì có thể liên lạc với trung tâm tiếng Trung.vn theo số điện thoại 09 4400 4400 và chúng tôi sẽ giải đáp và tư vấn cho các bạn về các loại sách vở có thể mua được trong quá trình học. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.